bị rơi trang hoàng. Biết đâu tìm kiếm mẹ già, nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu. Cháu con thơ dại chết chiêu, như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn. Lòng con thương nhớ thở than, cơm dưng ba bát vây vang mẹ về. Cố bàn dọn cúng ê chề, nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn. Mẹ về vạn cảnh chỉ hằng, chúng con cúng dỗ làm văn tế rồi. Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi, nhớ thương từ mẫu sụp sùi lễ xa. Thành tâm thiết lễ trai gia, một lòng cầu Phật Di Đà độ vong. Nguyện cầu Địa Tạng thương lòng, cứu độ hồn mẹ thoát dòng oan khiên. Cầu Ngài Tôn Giả Mục Liên ban, cho diệu pháp Phật truyền lục thông. Xin Ngài thương xót gắn công, cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nạn. Khỏi nơi địa ngục khóc than, về nơi cực lạc sen vàng điểm tên. Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên, liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời. Ở nơi cực lạc vui chơi, hộ trì tán quyến thanh thơi an nhàn. Nam mô Tịnh Độ Lạc Ban, độ vong hồn mẹ Tây Phương mau về. Sám bao hiếu mẫu thân, báo ân nghĩa trọng vô biên. Quyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi, dương trần con chịu mồ côi. 24 thảo chưa bồi dưỡng sinh, nhớ câu đất rộng trời dài. Sông sâu bể thắm non đài cách xa, mẹ hiền khuất giảng trong nhà. Bỏ con thơ dại giàu ra một mình, đau lòng vì nỗi tử sanh. Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly. Cháu con sầu thảm ai bi, ra vào chẳng thấy dung nghi. Hạn ngày trời cao đất thẳm có hay, mẹ con xa cách càng cay càng phiền. Con còn vui sống triền miên, mất mẹ gan ruột đau điên. Muôn phần than ôi từ mẫu thâm ân, biết đâu tìm kiếm phân dân. Đêm ngày nhớ ơn cúc dục cao dài, bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh. Sớm khuya lặng lẽ một mình, vắng sao quạnh trước bóng hình mẫu thân. Dưỡng sanh non biển sanh bằng, cứu mang 10 tháng giả hằng lo âu. Nhiều khi am tử khấn cầu, cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng. Khi con vừa mới lót lòng, 3 năm bu mông ẩm bồng trên tay. Mẹ cha dứt
và đêm ngày trong con mau lớn chẳng nài công lao. Nhất là những lúc ốm đau mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn. Thuốc thang luôn chịu cơ hàng thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng. Khuyên con ăn ở có chừng nào là trai gái giữ thuần nết na. Dạy con khắp hết việc nhà mẫu từ tử hiếu thuận hòa nên danh. Bây giờ nhìn nấm mồ xanh mồ đầy cỏ mọc chung quanh bịch bùng. Về nhà thấy dạng chân dung đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân. Nhớ mẹ đau khổ muôn phần tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng. Lòng con thương nhớ thở than cơm dừng ba bát dây gian mẹ về làm sao trả tao báo ân. Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than đêm thâu giấc mộng mơ màng. Giật mình tỉnh giấc bàn hoàng năm canh mẹ đà về chốn Diêm Thành. Bỏ con dương thế cam đành xót xa. Ruột đau từ đoạn thiết tha nhớ thương từ mẫu lệ xa không cầm. Năm canh con trẻ đang nằm áo khô nước mắt ướt dầm như mưa. Hồn về chinh suối xa đưa Diêm là quỷ sứ ngưu lừa gốm ghê. Suối vàng cũng gọi là quê ai ai không khỏi đỏ về khổ thân. Làm con bao hiếu chuyên cần nguyện cầu Phật tổ oai thần cứu ra. Ngày nay thiết lễ trai gia lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh. Quan Âm thế chỉ đồng sinh đức ngài địa tạng độ hình mẫu thân. Hà sa chư Phật long thần phong quang tiếp dẫn mẫu thân thượng trình. Hương hồn về chốn Phật đình sen vàng chính phẩm hóa hình ngồi trong. Ngồi trên phẩm bao hư không nương theo chân Phật thông giống lạc thành. Mẹ đã về cõi vô sanh tội tiêu nghiệp dứt qua lành muôn năm. Lại cầu chư Phật từ tâm Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành. Nguyện hồn về chốn lạc thành chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời cầu cho hồn đẳng thanh thơi. Hộ trì tạng quyên đến nơi đạo tràng tụng kinh lễ Phật cầu an. Phát tâm tu niệm lạc ban mau về. Hiu hiu.
lành lành mùa thu. Ngàn xa giả biệt lời ru năm nào, một lần mãi mãi ngàn sao tình thâm phụ màu lẽ nào lãng phai. Ai kia có bước vàng dài mới hay số kiếp lưu đài trần ai. Siêu trần cất bước một mai, để trần túc cõi tròn hai tay lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thâm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tùng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Du Lan Bồn, mà ta từng nghe lời tác như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn ăn trụ ở xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung. Một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo ca mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vọng màu xanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiêu tủy hình hài. Một liên thị vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy con mẹ rất lo âu, tay ta che đầy hữu hầu bốc ăn. Lòng bọn xén tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà quá, thành than lửa nuốt mà đằng đâu.
Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bị cảm xót thương. Mau mau về chung dẫn đường, bách cùng sư phụ tầm phương giấy nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đằng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ tà ma, ngoại đạo bốn vị thiên vương. Cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cùng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu được mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn dạng nói, cho mọi người thoát khỏi ách. Nàng bèn kêu mục thị đến gần truyền, cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rầm than bảy là ngày tự tử, mười phương tăng đều giữ lấy này. Phải toàn xâm sửa chớ chày, đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải xâm giường nằm ném lót, cùng tháo bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bao màu, đừng trong bình bát dòng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, ở trong bảy đời sẽ được siêu thanh. Lại thêm cha mẹ hiển tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nan. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khế, tránh điều phiền não chấm về thiền năng. Quách người đặng bốn tòa đảo quà, công tu hành nguyện thỏa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đắng lục thông tân phát, và những hàng duyên giác thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình, làm sai ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tình. Đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sấm ra vật thực, đặng cúng dường tự tử tăng thời. Hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thấy đều nhờ ân. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiển tiền, nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời qua vãng, sẽ qua sanh về cõi thiên cung.
người thì tuân tú hình dung, hào quang chiếu sang khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn trái phải cầu chú nguyện cho người tín gia. Cầu thất thế mẹ cha thí chủ, định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong định ý hành thiền, mới dùng phẩm vật cái đàn tiền hiến dân. Khi thọ dùng nên an vật thật, trước Phật đài hoặc tử tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiễn thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ và vui mừng. Một liên cùng hết khóc than rầu buồn, một liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn. Lại cũng nhờ quay thần tam bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử xuất gia, Du Lan Bồn Pháp dùng mà đổ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế. Hoặc bảy đời có thể đặng không, Phật rằng lời hỏi rất thâm, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương thái tử đại thần. Tam công tệ tương bá quan, cùng hàng lễ thứ vạn dân quay trần. Như chỉ muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tửu về, chính ngày ấy Phật đã hoan hỷ. Phải sắm sanh ba vị cơm canh, đừng trong bình bát tinh anh. Chờ giờ tự tử chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ. Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đông thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Mong sanh Phật tử ân cần, hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên. Thường cầu nguyện tung quyên an hảo, cùng bãi đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chỉ thành sắp đặt, ngõ cúng dường chữ Phật chư tăng. Ấy là báo đáp thù ân sanh thành, dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ,
mới phải là thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp làng bồn môn, sanh tư chúng thái đồng hỷ quang. Một liên di bốn ban Phật tử, nguyện một lòng tinh sử phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Dân mẹ, bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt cánh trường khắc khoài. Ân dưỡng dục mẹ ôi sao xiết cày, công sinh thành con nghĩ hoằng lòng đau. Gốc mây già sơ sát đã từ lâu, chớ vơ đứng giữa trường đời vô lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Được ấp ủ trong tình thương của mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Du lan đến cõi lòng con quạnh què, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lành dân bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thầm thiêng. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một cả chưa xong. Phật nói kinh bao đáp công ơn cha mẹ, ta từng nghe lời tạc như vậy.
Một thuở nọ thấy Tôn An Trụ, xa về thành Kỳ Thủ Viên Trung. Chư Tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số hai muôn tám ngàn. Lại cùng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đao bắn lỗ đanh rành mắt thấy, núi xương khô bò đấy lâu đời. Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ái ngày, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật giải tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy. Cớ sao thầy lại lại xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dạy công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ sanh ta. Luân hồi sanh tử, tử sanh lục, thân đời trước thi hài còn đây. Ta lệ bay những người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, mà không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì khó chọn lửa gây trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh. Chớ khi rã xác tiêu hình xương, ai như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đâu quyết ra, tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dài dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thí ân giải bào, phương pháp nào bảo hiếu sống thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe.
đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con mười tháng cưu mang. Tháng đầu thay đầu tờ sương, mấy chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngân. Bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bổ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tán phù, chín tháng thì đầy đủ dốc hình. Mười tháng là đúng kỳ sinh, nếu con hiểu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngộ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dậy dùng đạp cú lung tung, làm cho cha mẹ hãy hùng. Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân, khi sanh đặng muôn phần khoái lạc. Cùng ví như được bạc được vàng, thế tôn lại bảo nan ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chu đáo mỏi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khổ ráo phần con. Thứ sáu xu nước nhai cơm miệng con, no ấm chẳng màng gớm ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vẫn cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phật lại bảo nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê mũi cả mười, không tường ơn trong đức dài sông thân. Chẳng kinh mến quên ân trai đức, hay không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bất hiếu mặt giao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng gì thay, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tính quyết dầm về. Ví như
thọc quyết trâu dây, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải năng săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa trông, biết rằng vợ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướp con thì phía rau, sợ cho con ướt áo ướt chăn, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân chắc con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng, mẹ cho đi học mở thông trí huệ. Dựng vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Con đau ôm tức thì lo chạy, giàu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an tâm định thần, công dưỡng dục sanh bằng non biển. Cớ sao con chẳng biết ơn này, hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trận mắt, khinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghĩa chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kề, tiếng khuyên răng anh chỉ chẳng màng. Trái ngang trong bắn môi đàn ra, vào lui tới mắng càng người trên. Vì lộ mạng tánh quen làm bướng, chẳng cái lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dự, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai. Hoặc khi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân linh với đời lập công. Vì ràng buộc đầm công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi pha hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đâm xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù rác phải dương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lè,
phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường trà đình tửu điếm phố phường ngao du. Cứ mài miệt với đồ bất chẳng, chẳng mấy khi thần tình mộ khang, làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiểu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yêu. Không ai nuôi thông thiếu mọi điều, ốm đau đôi rách kêu rêu, còn không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ dãi dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tùng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại giảng viếng thăm lần lần ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục sống thân ân chồng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bộ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quở măng, trở sanh lòng hờn vẫn chẳng kiên, chớ chỉ chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thải đều rươm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng, bọn ta quả thiệt tội nhân xưa nay, chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tô, xin Thế Tôn mận cố bi lân, làm sao bao đáp thù ân tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dùng phạm thanh sao món, phân rõ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đắp cho vừa sức đâu. Vì có người ân sâu giúp trà, công mẹ cha tất cả hai giây, giáp dầm hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa đền. Vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thần dân hết thần này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi,
chiếu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ân này thâm đâu. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dưỡng dục tự treo mình cung Phật thấy đèn, cứ treo như vậy trọn năm trái trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiện ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục nuốt sắc nông thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thải đều kinh hãi, giọt lệ tràn khó nổi cấm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân sông đường. Phật ơi bảo các hàng Phật tử, phải lòng nghe ta chỉ sau này, các người muốn đáp ơn dài, phải toàn biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi, rầm than bài đến kỳ tự tư. Thập phương tăng đều giữ lễ này, sắm sẵn lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hội đặt bài cúng dân. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới pháp tam quy ngụ giới, giữ gìn những lời ta dạy, đinh ninh khá nên đi thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai, sau khi chết bị đày vào ngục. Ngủ vô gian cũng gọi A Tỳ, ngục này trong núi thiết vi vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thải thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình, một giá đủ cho người thọ khổ. Lột thịt da đau thủ tâm can, lại có cho sắt rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng
nướng quay chung nó da phòng thịt thao móc bằng sắt thương đau gươm dao. Trên không trung đổ thâu như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thây, chim mừng mổ mắt trâu cài lưỡi le, chớ chi đặng chết liền rất đỡ. Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành pháp tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần khoảng trên, nhất là phải kinh này in chép truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này, bi bằng đăng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ý như sở nguyện, cha mẹ đặng xa miền khóc lành. Lại quá sanh về cảnh thiên cung, khi lời Phật giảng vừa xong khắp trong tư chúng một lòng kính dâng. Lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng này, dầu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Ví như bị bá thiên đau kim khắp thân này đâm chém phân thây, hoặc như lưới trói thân này trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiên thiền đánh lệ cầu Thế Tôn đặt để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh dễ bề phúng tụng trị chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bao hiếu mẹ cha, cùng là ấn trọng thiết là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đau, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành bốn ban, Phật tử rất mừng rất vui. Thái một lòng dâng theo lời Phật, và kinh thành tinh chắc vẹn truyền. Đồng nhau tụ lại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tát
tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, soạn trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, vận tâm mấy lần trong sáng suốt. Cõi bờ kia một bước đến nơi, trái lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Hàng Bồ Tát danh quán tự tài, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thâm vào trí huệ mở thông soi, thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ích, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ây sắc tướng cũng đầm không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy, tâm về chân không tòa sắc tướng nhân ông tạm đó. Các pháp kia tướng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên quậy trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quần ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rậm không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đầm vô minh, chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Từ đây cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chia cùng bố, tức xa lìa mong tưởng đau điên. Tâm không rốt ráo chữ duyên, niết bàn hòa chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đau bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bát nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Thiết thần chú linh tri đại lực, thiết thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tối thượng ngoại linh, ấy chú vô đẳng thinh thinh ngoại thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà. Thank you.
đệ tử chúng con dâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy. Gặp hội Vu Lan phàm Vu Quy Hoàng đốt hương đảnh lễ. Mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền nói gương đức mục kiền liên. Nguyện làm con thảo lòng càng ao nào nhớ nghĩa thân sanh. Con đến trường thành mẹ dạy gian khổ. Ba năm nhũ bồ chinh tháng cưu mang không ngất lo toàn quên ăn bỏ ngủ. Ấm no đầy đủ cậy có công cha chẳng quan yếu già sanh nhai lam lồn. Quyết cùng hoàng vũ phân đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo. Đệ tử ân sâu chưa báo hộ phận kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen chỉ thành cung kính đạo tràng thanh tình tăng bảo trang nghiêm. Hoặc thừa tự tử hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiền duyên. Dù lòng lân mẫn hộ niệm cho bài kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp. Còn tại thế thân tâm yên ổn mà phát nguyện tu trì. Đã qua đời ác đạo xa lìa chống thành Phật hòa. Ngưỡng trong các đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Con quỳ lại Phật Thích Ca chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Lòng con mộ đạo tu hiền xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày minh tâm kiên tánh Như Lai trọn lành. Lục thông đầy đủ nên danh muốn tìm cha mẹ lòng thành gắn công. Đền ơn cho bu ấm bồng liền dùng đảo nhãn xem vòng thế gian. Thấy giống mẹ khổ muôn ngàn ôm gầy đói khát trong đàn quỷ mang. Một liên kêu mẹ khóc la đau lòng thương mẹ đọa xa diêm đình. Bà.
thánh đề nhìn thấy con mình một liên cứu mẹ hết tình gắn công. Con ơi mẹ đói trong lòng một liền nghe nói khóc ròng thở than. Vội vàng trở lại thế gian bới cơm một bát đem sang mẹ mừng. Và cơm vô miệng nửa chừng chén cơm qua lửa phần phần thành than. Một liền xem thấy kinh hoàng trong lòng đau đớn khóc than buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật độ mình trở về lại Phật cầu xin mẹ già. Thích Ca Đức Phật phân qua mẹ người tội nặng đọa xa nghiệp hành. Ta truyền cứu tế pháp lành cần cầu tăng chúng tình thanh chú nguyện. Cầu cho phụ mẫu hiển tiền lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa. Bảy đời phụ mẫu đã qua về trời hướng phước sáng loa hào quang. Vui chơi thông thả thanh nhàn ngày rằm tháng bảy lập đàn cây tăng. Sắm cơm trăm món đồ ăn trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng. Chiếu giường bồn nước mùng mang dầu đường trà lá bát vàng đựng cơm. Những đồ vật quý bông thơm thành tâm dọn tiệc lan bồn phân minh. Cúng dường tam bảo cầu kinh chư tăng tình giới giữ gìn nghiêm trang. Cầu cho thi chủ trai đàn tâm hành thiền định giải gian chúc nguyện. Thanh đề khổ ách hết liền ngày rằm tháng bảy thành tiếng về trời. Nói gương hiu thảo đợi đời xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con. Nhai cơm cho bú hào mòn ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông biển hồ lai lan sánh đồng thái sơn. Tu hành bao tứ trọng ân đổ đời ba cõi sạch trân trọn lành. Một liên đại hiếu tu hành báo ân phụ mẫu nên danh độ đời. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát ngờ. Phúng kinh công đức thù thân hành vô biên thân phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phủ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.
bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quý Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo ca phát lòng vô thượng. Từ quý pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tàng trí huệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sinh